Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành y tế. 75 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa 1. Trong phần tin quốc tế, Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu tăng 4% trong năm 2021. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Y tế toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2020, ngành y tế là một trong những lực lượng đi đầu, đóng góp quan trọng vào thành công trong phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam là điểm sáng phòng chống COVID-19 thành công, là một trong 4 quốc gia đầu tiên giải trình tự gen virus, là một trong 5 quốc gia sản xuất được sinh phẩm chẩn đoán kháng thể, chủ động được sinh phẩm chẩn đoán, sản xuất thành công máy thở, là một trong ít quốc gia trong ASEAN thử nghiệm vaccine trên người. Bên cạnh phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế cũng chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là dịch bệnh bạch hầu ở khu vực Tây Nguyên, bệnh Whitmore ở miền Trung, bệnh sốt mò ở một số tỉnh miền Bắc, không để xảy ra dịch chồng dịch. Dịch bệnh HIV/AIDS tiếp tục được kiểm soát. Năm 2020 là năm thứ 12 liên tiếp giảm cả 3 tiêu chí: số người nhiễm mới HIV, số người chuyển sang giai đoạn S và tử vong liên quan đến S. Việt Nam cùng với Anh, Đức và Thụy Sĩ là 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới. Chương trình sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bước đầu triển khai có hiệu quả. Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2020, tầm vóc của người dân được cải thiện, chiều cao trung bình của thanh niên nam đạt 168,1 cm, tăng 3,7 cm so với năm 2009, nữ đạt 156,2 cm, tăng 2,6 cm so với năm 2009. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi của Việt Nam là 19,6%, được coi là mức thấp theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Bảo vệ cho nhân dân được hưởng một cái Tết bình an, để cuộc sống trở lại cuộc sống bình thường, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân là niềm mong muốn và là mục đích trước mắt và lâu dài, cấp bách và cũng là trường kỳ trong năm 2021. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tham dự phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trưởng Tiểu ban Nhân sự điều hành phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ, Tiểu ban Nhân sự sẽ làm việc thường xuyên, liên tục để tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất, Tiểu ban Nhân sự sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn, giới thiệu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu phù hợp về ngành nghề, giới tính, dân tộc, các tầng lớp nhân dân. Sau khi thảo luận thống nhất, Tiểu ban Nhân sự sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sắp tới. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15, tờ trình về việc ban hành nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử, các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, với mục tiêu thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, dự kiến ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 đã được xây dựng. Qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 5 năm 2021-2025. Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 1.343.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động khoảng 15,5% GDP. Dự toán chi gần 1.690.000 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 60.000 tỷ đồng so với năm 2020. Bội chi dự toán gần 344.000 tỷ đồng, tăng gần 109.000 tỷ đồng so với năm 2020, bằng khoảng 4% GDP. Nợ công bằng khoảng hơn 46% GDP.
đảm bảo thu đúng đủ kịp thời các khoản thu phát sinh, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, giao chỉ tiêu giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5% và phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước tối thiểu 3% so với dự toán trung ương giao. Đối với chi thường xuyên, yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục triệt để tiết kiệm các khoản hội họp, khánh tiết, công tác phí. Trên cơ sở đó, dự kiến kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021 đến 2023 sẽ phấn đấu thu khoảng 4,33 triệu tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến tổng chi khoảng 5,4 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước bình quân khoảng 3,8% GDP. Nợ công đến năm 2023 khoảng 48% GDP. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến hết năm 2020, số người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp ước đạt 1,03 triệu, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền chi trả ước khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng khoảng 33%, hỗ trợ học nghề chỉ khoảng 21.000 người, giảm 50%. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đảm bảo phần nào đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình của họ trong dịch bệnh, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, kết quả công tác khai thác, vận hành các tuyến đường cao tốc do đơn vị đầu tư quản lý năm 2020 là 45,7 triệu lượt phương tiện lưu thông. Tuyến cầu Rẽ Ninh Bình là 16,2 triệu lượt, tuyến Nội Bài Lào Cai là 11,6 triệu lượt, tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi là 1,8 triệu lượt, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là 16,1 triệu lượt. VEC đã cân kiểm soát được 1,8 triệu lượt phương tiện, từ chối 40.000 phương tiện quá tải theo quy định, duy tu sửa chữa kịp thời bảo đảm tuổi thọ công trình và chất lượng khai thác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Tài chính vừa có văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến rộng rãi đối với thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Bộ Tài chính đề xuất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại thông tư số 295/2016. Theo thông tư này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để chạy tàu phải nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt với mức phí được xác định là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Như vậy, mức phí theo đề xuất mới của Bộ Tài chính giảm 50% so với mức phí quy định tại thông tư 295. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trao tặng 3.000 vé cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Điểm khác biệt của năm nay là chương trình tặng vé xe về quê đón Tết cho những sinh viên thuộc các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Các chuyến xe sẽ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh việc tặng vé cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức giới thiệu việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu. Theo Sở Công Thương Hà Nội, để đáp ứng hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết, các đơn vị trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch khai thác tăng trung bình từ 7% đến 22% so với kế hoạch Tết 2020. Cùng với việc đảm bảo đầy đủ, đa dạng các mặt hàng phục vụ nhân dân chuẩn bị đón Tết, ngành chức năng thành phố Hà Nội cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời duy trì thực hiện phương án đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu đã xây dựng để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.400 tỷ đồng. Trong phần tin tiếp theo, 75 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa 1. Cần rà soát lại quy trình thực hiện giám sát tại các khu cách ly. Thưa quý vị, sự ra đời của Quốc hội và cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước gắn liền với những bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cùng với việc bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là củng cố và tăng cường chính quyền. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam,
phấn đấu cho một quốc gia độc lập và thống nhất. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một trong những cơ sở cần có đầu tiên của một nhà nước là hiến pháp, mà muốn có hiến pháp phải có quốc hội. Vì thế, mặc dù tình hình đất nước đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách, và một trong số đó là phải tổng tuyển cử càng sớm càng tốt. Muốn có được sức mạnh thì cái tính chính nghĩa, cái tính chính danh ấy là cực kỳ quan trọng. Cho nên ký cái sắc lệnh để mà tiến hành tổng tuyển cử là một quyết tâm chính trị lớn. Ngày 5 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Và để đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng ý chí của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được, toàn thể người dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ, đã dành chọn ngày lịch sử, ngày 6 tháng 1 năm 1946, đi bầu cử quốc hội. Việc mà tổng tuyển cử nó là cái thể hiện cái nhãn quan chính trị vô cùng sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và xét về mặt lịch sử đấy, nó phù hợp với hoàn cảnh lúc đó. Nó phức tạp như thế mà nếu không có tổng tuyển cử đấy thì chưa chắc cái sự tồn tại của chính quyền lâm thời ấy đấy đã có được như chúng ta đã thấy đâu. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã bầu ra Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc củng cố nền độc lập dân tộc vừa giành được, thực hiện thể chế dân chủ thực sự, thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trên suốt chặng đường đấu tranh anh dũng của toàn dân tộc cho đến ngày đất nước thống nhất, Quốc hội đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là người đại biểu đáng tin cậy của nhân dân, là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, là nơi tập trung trí tuệ của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Công an ra thông báo về tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Tổ chức khủng bố Triều Đại Việt do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập vào tháng 1 năm 2018, trụ sở tại Canada. Trang web và các kênh truyền thông là Triều Đại Việt, Freebet, Hoàng Kỳ, Giải độc Chính trị, Việt Nam Today, Việt Tự Do, Radio Tiếng Nói Quốc dân, Phùng Nguyễn, Scott Huynh, Jeffrey Thái, Tin tức hàng ngày TV24. Các đối tượng cầm đầu, chỉ huy gồm Ngô Văn Hoàng Hùng, sinh năm 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là Tổng Tư lệnh Triều Đại Việt. Trần Thanh Đình, sinh năm 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là Phó Thủ tướng. Ngô Mạnh Cương, sinh năm 1961 tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, tự xưng là Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đặc nhiệm. Huỳnh Thanh Hoàng, sinh năm 1976, quốc tịch Mỹ, tự xưng là Phát ngôn viên Triều Đại Việt. Phương thức hoạt động: bạo động vũ trang với phương châm đốt sạch, giết sạch, phá sạch, cướp sạch, hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền. Tổ chức khủng bố Triều Đại Việt đã gửi hàng chục ngàn đô la Mỹ, hàng trăm triệu đồng cho số đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động. Theo thông tin từ Bộ Công an, Triều Đại Việt là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Triều Đại Việt, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Triều Đại Việt tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của Triều Đại Việt là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép dọc tuyến biên giới, đường mòn lối mở dịp cuối năm ngày một gia tăng. Con số cụ thể tính đến thời điểm hiện tại là 37.000 người. Và để ngăn chặn kịp thời tình trạng này và kiểm soát việc lây lan dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai trang bị hệ thống camera quan sát, giám sát các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép dọc biên giới.
Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đang quản lý, bảo vệ trên 5.000 km đường biên giới đất liền và trên 3.000 km đường biên giới biển với 433 đồn biên phòng. Địa hình biên giới rất khó khăn, hiểm trở và phức tạp. Có một số tuyến biên giới, cư dân hai bên sinh sống sát đường biên. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, gây khó khăn rất lớn cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng biên phòng. Do cái đường biên giới là dài, địa hình thì có nhiều những chỗ là thuận lợi, có nhiều những chỗ mà khó khăn. Đấy, nên là cái việc mà phòng chống dịch của bộ đội biên phòng thì cũng không thể là giăng tay ra mà ngăn chặn được hết. Hiện nay thì Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đang chỉ đạo là Tập đoàn Viễn thông Quân đội là phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là trang bị cái hệ thống quan sát và giám sát các cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, kết hợp với các cái thiết bị để bảo vệ biên giới. Thì đây là một cái thiết bị cũng là hết sức là tốt. Đấy, vì là khoa học và hiện đại cũng giúp cho những người lính để hạn chế được cái quân số, rồi là hạn chế được về thời gian. Hiện nay, một số người Việt Nam đang định cư, lao động, làm ăn tại một số nước xung quanh, vừa có tâm lý sợ bị nhiễm dịch COVID-19 và cũng muốn về quê ăn Tết, khiến cho tình trạng này gia tăng phức tạp. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các tổ chức chính trị ở các vùng miền tích cực tuyên truyền cho người dân không xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc và các nước láng giềng. Khi các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trở về nơi cư trú, đề nghị cần tố giác, đưa đi cách ly và xử lý theo đúng quy định, thì việc chống dịch mới thành công và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào nước ta. Mới đây, vụ việc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã để xảy ra sai sót, dẫn đến việc để lọt một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 về nơi cư trú khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 ở nơi cách ly tập trung. Vụ việc này đã cho thấy vẫn còn sự chủ quan, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về giám sát cách ly tại những đơn vị cách ly tập trung. Bệnh nhân nam là du học sinh từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay giải cứu cùng 88 người khác nhập cảnh ngày 21 tháng 12 năm 2020 tại Nội Bài và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59 thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trong đợt xét nghiệm lần 1, cả 89 người này đều có kết quả âm tính. Ngày 3 tháng 1, CDC Hà Nội tiếp tục lấy mẫu lần 2 cho 89 người trên. Đến ngày 4 tháng 1, CDC Hà Nội mới trả kết quả của 84 người, tất cả đều âm tính. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ nhầm lẫn cho rằng cả 89 người trên đều có kết quả âm tính, nên đã ký giấy xác nhận đủ điều kiện rời khỏi khu cách ly cho tất cả. Và du học sinh này cũng đã trở về nơi cư trú khi mà chưa có kết quả xét nghiệm lần 2. Trước hết phải khẳng định là cái việc mà ký xác nhận cho cái đối tượng này về mà chưa có kết quả là không đúng quy định. Và Sở Y tế đã khẩn trương, trước hết là đối với công tác cán bộ, thứ hai nữa là đối với công tác mà truy xét các đối tượng để tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định. Được biết, theo quy định, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được cách ly tập trung 14 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính mới được về địa phương và tiếp tục tự cách ly tại nhà 14 ngày nữa. Việc để xảy ra sai sót này cho thấy rõ ràng vẫn còn sự chủ quan của một số bộ phận, đơn vị tham gia thực hiện cách ly. Và điều này cần có sự rà soát siết chặt ngay lập tức. Sở Y tế đã thành lập 3 đoàn xuống kiểm tra các cơ sở cách ly tại các cơ sở quân đội để rà soát, đôn đốc các đơn vị để thực hiện nghiêm các cái quy định theo quy định của Bộ Y tế. Không phải chỉ là nhầm lẫn, đây là một bài học mà không chỉ một, mà tất cả các đơn vị cách ly cần nhìn lại và có sự chấn chỉnh kịp thời để ngăn chặn dịch lọt ra xâm nhập cộng đồng giữa thời điểm mà COVID-19 vẫn đang vô cùng căng thẳng trên thế giới. Hình ảnh đẹp về cộng đồng quan tâm và sẻ chia trong dịch bệnh là một trong 10 sự kiện y tế tiêu biểu cho năm 2020 được Bộ Y tế đưa ra. Gần một năm Việt Nam chống chọi, chiến đấu và bảo vệ người dân trước đại dịch COVID-19, chấp nhận nhiều thiệt hại. Thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh tang thương trên khắp thế giới, màu đen bao trùm lên các nền kinh tế, thì chúng ta vẫn tự hào ngời sáng sự đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái, cùng nắm tay nhau vươn lên và vượt qua khó khăn trong đại dịch. Trong những ngày làn sóng COVID-19 tấn công vào nước ta, khẩu trang y tế trở nên khan hiếm. Không ít bác sĩ đã phải sử dụng khẩu trang vải trong quá trình làm việc chuyên môn. Bộ Y tế cũng đã kêu gọi người dân hãy sử dụng khẩu trang vải như khẩu trang y tế cho các y bác sĩ. Đáp lại sự kêu gọi của Bộ Y tế, nhiều người dân sẵn sàng sử dụng khẩu trang vải để nhường khẩu trang y tế chia sẻ với các y bác sĩ tuyến đầu. Những người dân bình thường thì mình nên dùng khẩu trang vải.
Còn khẩu trang y tế thì dành cho những người tuyến đầu và các bác sĩ điều trị và những người nhiễm bệnh thì tốt hơn. Không chỉ là sự sẻ chia từ chiếc khẩu trang nhỏ bé, 20 tỷ tin nhắn với những khuyến cáo phòng chống dịch, kêu gọi sẻ chia đã được Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông gửi tới người dân trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Tính đến cuối tháng 8 năm 2020, hơn 2.200 tỷ đồng đã được người dân và các doanh nghiệp ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ các lực lượng chống dịch. Trong cộng đồng, lần đầu tiên xuất hiện những hình thức sẻ chia hiệu quả như ATM gạo, ATM khẩu trang. Tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái của người dân cùng với việc kêu gọi, hưởng ứng, tuân thủ những quyết sách của chính phủ đã khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân, giúp Việt Nam vững vàng chiến thắng hai lần đại dịch COVID-19. Thấy đất nước Việt Nam mình khá tự hào và mình tin rằng với khả năng chống dịch của đất nước Việt Nam mình thì dịch mình sẽ mong dịch bệnh là sớm chấm dứt. Trong khốn khó, tình người, tình nhân dân, nghĩa đồng bào của nhân dân ta vẫn luôn ngời sáng. Hình ảnh đẹp đó đã minh chứng cho thế giới thấy bằng sự thành công trong công tác chống dịch của Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị có sự tham gia của các cấp lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các lãnh đạo, giám đốc Sở Văn hóa các tỉnh thành trên cả nước. Tại hội nghị tổng kết công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2020, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã trình bày báo cáo tổng kết công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trước những khó khăn, thách thức của dịch bệnh và thiên tai trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Bộ giao, tổ chức thực hiện tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ chính trị, trình Chính phủ ban hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Sau bản báo cáo, hội nghị cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị, nhà hát chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi và những điểm sáng trong năm 2020. Qua đó, lãnh đạo cục tiếp thu ý kiến để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2021, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn trong thời gian tới. Chuyển sang phần tin quốc tế, Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu tăng 4% trong năm 2021. Thưa quý vị, trong báo cáo khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thừa nhận kế hoạch kinh tế 5 năm của ông đã không đạt được mục tiêu trên hầu hết các lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá về công việc của Trung ương Đảng khóa 7 cả về những thành công và sai sót sau khi phân tích hiện trạng của những lĩnh vực công nghệ chủ chốt gồm kim loại, hóa chất, điện than, máy móc cơ khí và khai mỏ, cũng như đưa ra các nhiệm vụ phát triển trong tương lai. Ông Kim Jong Un chỉ ra những sai sót trong nỗ lực thực hiện chiến lược 5 năm về phát triển kinh tế quốc gia, bao gồm các yếu tố khách quan và chủ quan. Điều này đang cản trở sự tiến bộ của Triều Tiên. Đây là Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 2 dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Dự kiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ công bố kế hoạch phát triển kinh tế trong 5 năm tới và đường lối đối ngoại mới, trong đó có chính sách đối với Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ vừa bổ sung vào danh sách trừng phạt một công ty Trung Quốc chuyên sản xuất các vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất thép và đồng thời cấm các giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ đã liệt vào danh sách trừng phạt công ty công nghệ vật liệu carbon mới Cafe Ping Bay do doanh nghiệp Trung Quốc đã cung cấp hàng nghìn tấm vật liệu cho các công ty sản xuất thép của Iran. Ngoài ra, 8 ứng dụng của Trung Quốc bị cấm bao gồm Alipay, CamScanner, Wallis, Iris, Tencent, Meta, WeChat Pay và WPS Office. Phía Mỹ cho rằng các ứng dụng phần mềm này vốn có nhiều người sử dụng và quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Ngày 4 tháng 1, sàn chứng khoán New York cũng thông báo bỏ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của các công ty viễn thông Trung Quốc, gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom. Quyết định này đi ngược với lệnh cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc do quân đội sở hữu hoặc kiểm soát.
Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2021 và cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu tình trạng lây lan của đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp hoặc các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bị đình trệ. Sau khi suy giảm 4,3% trong năm 2020, triển vọng kinh tế thế giới vẫn rất bất ổn và tăng trưởng có thể giảm xuống mức 1,6% nếu dịch bệnh tiếp tục phức tạp hơn. Ngoài ra, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, đại dịch COVID-19 sẽ khiến nguy cơ gia tăng nợ công tại các nước đang phát triển trở nên trầm trọng hơn và sẽ cần sự nỗ lực toàn cầu để tránh một cuộc khủng hoảng mới. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng ước tính, ngoại trừ Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 7,9%, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển sẽ chỉ dừng ở mức 3,4% trong năm 2021 sau khi suy giảm 5% trong năm 2020. Trong bối cảnh nhiều nước ghi nhận biến thể virus có khả năng lây nhiễm cao hơn, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị việc tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech với thời gian giãn cách từ 21 đến 28 ngày. Các chuyên gia của WHO thừa nhận hiện thiếu dữ liệu về mức độ an toàn và tính hiệu quả trong thử nghiệm lâm sàng về việc tiêm hai liều vaccine của Pfizer với khoảng cách 3 đến 4 tuần, song cơ quan này đề nghị các nước hạn chế về nguồn cung. Đối với vaccine của Pfizer và BioNTech, có thể trì hoãn việc tiêm mũi thứ hai thêm vài tuần để tối đa hóa số người được tiêm mũi đầu tiên. Tuy nhiên, mọi quyết định để ngỏ tùy thuộc vào tình hình của mỗi nước. Ngoài ra, các chuyên gia của WHO cũng cho biết hiện không có dấu hiệu biến thể virus được phát hiện ở Nam Phi có khả năng lây lan nhanh hơn biến thể tại Anh. Số ca mắc mới COVID-19 ở Anh lần đầu tiên vượt quá 60.000 trường hợp kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia châu Âu này. Cụ thể, ngày 5 tháng 1, nước Anh ghi nhận thêm 60.916 ca mắc COVID-19 và 830 người tử vong. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca mắc COVID-19 tính theo ngày ở Anh vượt quá 50.000 người. Hiện hơn 1,3 triệu người ở Vương quốc Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh nước này bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa mới ở England nhằm chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, việc xuất khẩu rác thải nhựa không phân loại sang các nước không phải là thành viên của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD là hoàn toàn bị cấm theo quy định mới của Liên minh châu Âu. Việc xuất khẩu rác thải nhựa và không nguy hiểm để tái tạo của EU sang các nước không phải là thành viên của OECD chỉ được phép thực hiện với các điều kiện đặc biệt, chẳng hạn quốc gia nhập khẩu phải chỉ rõ cho Ủy ban châu Âu thấy các quy định được thực thi về việc nhập khẩu này. Đối với những nước không cung cấp thông tin về quy định pháp lý của họ, thì EU sẽ ngừng cấp phép hoạt động xuất khẩu này. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu rác thải nhựa nguy hiểm và khó tái chế từ bên ngoài vào EU cũng được kiểm soát gắt gao thông qua cơ chế cảnh báo về môi trường. Năm 2019, EU đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn rác thải nhựa, chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Á. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.